là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chỉ thị của Ủy ban dân huyện về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. 9 tháng đầu năm 2018, huyện ta giải quyết việc làm cho 4.200 lao động. Hội cựu thanh niên xung phong huyện Tĩnh Gia đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động trong năm 2018, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện hướng dẫn chỉ đạo các ngành, các cấp, các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án tạo việc làm cho người lao động. Trong 9 tháng năm 2018, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 4.200 lao động, đạt 76% kế hoạch đề ra, xuất khẩu lao động 70 người, đạt 100% kế hoạch. Các địa phương, đoàn thể cũng có nhiều dự án vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, tạo việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo. Cụ thể, đã có 294 lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi với số tiền 12,141 tỷ đồng. 784 hộ cận nghèo được vay với số tiền 31,982 tỷ đồng. 410 hộ mới thoát nghèo được vay với số tiền 17,662 tỷ đồng. Có 5 hộ có người đi xuất khẩu lao động vay với số tiền 500 triệu đồng. Thực hiện quyết định số 869 QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo hợp đồng đến năm 2021, đã có 65 người được hỗ trợ với kinh phí 195 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Hội cựu thanh niên xung phong huyện Tĩnh Gia hiện có 34 cơ sở hội với hơn 3.000 hội viên đang tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, các cấp hội trong toàn huyện luôn nêu cao gương sáng làm theo lời Bác, thực hiện tốt các phong trào do hội cấp trên phát động, tập trung vào các nội dung. Mỗi cựu thanh niên xung phong phấn đấu mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi người là một tấm gương sáng về đạo đức trong gia đình và ngoài xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp nhau vượt qua khó khăn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và làm nhân chứng lịch sử bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên. Từ những phong trào hoạt động trên, nhiều hội viên hội cựu thanh niên xung phong trong huyện có sức khỏe, mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn. Tiêu biểu trong số đó là cựu thanh niên xung phong Lê Văn Minh ở xã Trường Lâm, Nguyễn Thị Thảo ở xã Hải Bình, Lê Thị Hoàn ở xã Nguyên Bình. Đến nay, toàn huyện có hàng trăm mô hình làm kinh tế khá giỏi trên các lĩnh vực dịch vụ, chế biến hải sản, trồng trọt do Hội cựu thanh niên xung phong làm chủ. Bên cạnh phát triển kinh tế, Hội cựu thanh niên xung phong các xã thị trấn còn đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội với nhiều hình thức phong phú thích hợp với từng cơ sở hội như xây dựng quỹ vì nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ hội viên con giống để phát triển kinh tế, xây dựng nhà tình nghĩa. Đến hết tháng 8 năm 2018, các cơ sở hội đã xây dựng được hơn 2 tỷ đồng quỹ nghĩa tình đồng đội, giúp 26 hội viên khó khăn tu sửa, xây mới nhà cửa trị giá từ 30 đến 50 triệu đồng trên nhà. Vào các dịp lễ Tết, huyện hội vận động các nhà hảo tâm tặng khoảng 300 suất quà cho hội viên. Với tinh thần trẻ sông pha, già mẫu mực, những cựu thanh niên xung phong huyện nhà luôn phát huy tinh thần cách mạng của quê hương, hăng hái, nhiệt huyết, khắc phục khó khăn về tuổi tác, bệnh tật, tiếp tục cống hiến sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chỉ
chỉ thị của Ủy ban dân huyện về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Năm 2018, theo chức năng nhiệm vụ được giao, các phòng ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban dân các xã thị trấn đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành được chỉ tiêu giao quân năm 2018. Nhiều đơn vị hoàn thành tốt và xuất sắc, tiêu biểu các xã Các Sơn, Xuân Lâm, Hải Châu, Hải Nhân, Hải Ninh, Trường Lâm, Mai Lâm, Nghi Sơn, Thanh Sơn, Hải Hà, Phú Lâm, Trúc Lâm, Ngọc Lĩnh, Tân Dân. Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị gặp khó khăn trong thực hiện chỉ thị xét nghiệm HIV, ma túy và thiếu chỉ tiêu nhập ngũ. Khi nhập ngũ vào đơn vị, phải bù đổi do lỗi chủ quan của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp xã. Để chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2019, Chủ tịch Ủy ban dân huyện yêu cầu các phòng ban ngành cấp huyện, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Chủ tịch Ủy ban dân các xã thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. 1. Ban chỉ huy quân sự huyện, căn cứ chỉ tiêu nhập ngũ năm 2019, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban dân huyện quyết định giao chỉ tiêu gọi khám tuyển cấp huyện, chỉ tiêu xét nghiệm HIV ma túy cho các xã thị trấn, xây dựng kế hoạch thời gian, hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện, tham mưu kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, chuẩn bị nội dung họp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện lần 1 trong thời gian gần nhất. 2. Công an huyện chỉ đạo công an các xã thị trấn chủ động phối hợp Ban chỉ huy quân sự xã, nắm chắc số lượng, chất lượng chính trị công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tham mưu Ủy ban nhân dân các xã các biện pháp gọi công dân đang đi làm ăn ngoài địa bàn chưa di chuyển nghĩa vụ quân sự về địa phương để thực hiện sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự. 3. Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình huyện, Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao huyện chỉ đạo nội dung tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về luật nghĩa vụ quân sự, nhất là nghĩa vụ về quyền lợi của công dân nhập ngũ vào quân đội, truyền thống tốt đẹp của huyện và từng địa phương trong tuyển quân hàng năm và các hành vi bị cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. 4. Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện theo đúng thông tin liên tịch số 16-2016-TTLT-BIT-BQB ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tổ chức rút kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đề xuất Ban chỉ huy quân sự huyện, tổ chức phương pháp điều hành, số lượng công dân khám tuyển hàng ngày, đảm bảo khoa học, hiệu quả cao. Năm 2019, kiên quyết không để phải loại trả bù đổi do lỗi chủ quan của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 5. Các phòng Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện phối hợp chặt chẽ Ban chỉ huy quân sự huyện thực hiện theo chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban dân huyện tuyển chọn và gọi số công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chưa có việc làm nhập ngũ vào quân đội để ưu tiên tuyển chọn công chức sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương. 6. Ủy ban dân các xã thị trấn tổ chức rà soát nắm chắc số lượng, lập danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2019, tổ chức niêm yết công khai, ra thông báo đến từng công dân và gia đình công dân biết, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, các nghị định, thông tư của chính phủ, bộ ngành liên quan về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã, công an xã tăng cường các biện pháp quản lý các hoạt động đi lại của công dân sẵn sàng nhập ngũ, không để công dân tụ tập uống rượu bia say trước trong các ngày sơ tuyển, đi lại mất an toàn giao thông, tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy, ban thôn, tổ dân cư, ban giám hiệu các nhà trường, các bộ y tế xã để nắm chắc tư tưởng, thái độ chính trị của công dân và thân nhân gia đình, các mối quan hệ các xã, trình độ học vấn, sức khỏe, tiền sử, bệnh tật, hen suyễn, tai nạn, các bệnh về mắt, chiều cao, động kinh. Tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, quản lý chặt chẽ công dân đi khám tuyển cấp huyện, không để công dân dùng các thủ thuật gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự,
phấn đấu đủ và vượt chỉ tiêu xét nghiệm HIV ma túy. 7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ Ban Chỉ huy quân sự huyện và các cơ quan đơn vị liên quan để tăng cường chỉ đạo các tổ chức hội ở cơ sở, phát huy tốt vai trò của hội viên, đoàn viên trong tuyên truyền vận động, động viên công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tích cực tự giác tham gia khám tuyển và sẵn sàng nhập ngũ khi trúng tuyển. 8. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tăng cường theo dõi nắm chắc tình hình địa phương, chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình công dân sẵn sàng nhập ngũ địa bàn phụ trách trong phiên họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện gần nhất. Căn cứ nội dung chỉ thị yêu cầu của phòng ban ngành cấp huyện, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, giao Ban Chỉ huy quân sự huyện thường xuyên đôn đốc kiểm tra kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng. Công văn của Ủy ban nhân dân huyện số 3180 về việc chỉ đạo thu hoạch lúa vụ mùa và triển khai sản xuất vụ đông năm 2018. Kính gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các ban ngành đơn vị liên quan. Hiện nay, trên các trà lúa bước vào giai đoạn chín, thời tiết diễn biến khó lường. Để đảm bảo việc thu hoạch nhanh các trà lúa mùa và thực hiện gieo trồng cây vụ đông đúng thời vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các ban ngành đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau. 1. Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa và các loại cây trồng khác đã đến kỳ thu hoạch, khuyến khích các hộ nông dân thu hoạch bằng máy gặt nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lụt cuối vụ. Thu hoạch đến đâu khẩn trương làm đất gieo trồng các cây vụ đông đến đó theo khung thời vụ tốt nhất. Chỉ đạo điều hành việc thu hoạch bằng máy để tránh hiện tượng tranh giành diện tích để thu hoạch, gây mất trật tự an ninh ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa. Đối với diện tích lạc ngô thu đông, tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt. 2. Trạm bảo vệ thực vật có biện pháp quản lý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các loại dày và sự lan truyền của virus lùn sọc đen phương Nam trên cây ngô ở vụ thu đông năm 2018. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu chi nhánh Tĩnh Gia, căn cứ vào lịch thời vụ và kế hoạch sản xuất vụ đông để cung cấp nước tưới và tiêu úng để sản xuất vụ đông được thuận lợi và kịp thời vụ, có phương án tích nước cho các hồ đập và gia cố tu sửa các công trình thủy lợi sau mùa mưa bão. 4. Trạm khuyến nông huyện tăng cường công tác hướng dẫn cho bà con nhân dân về các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, giống cây trồng mới trong sản xuất vụ đông năm 2018. 5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra chặt chẽ nguồn cung ứng giống, phân bón và vật tư khác phục vụ sản xuất trên địa bàn, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, tổng hợp tiến độ thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hồ Đình Tùng. Công văn của Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10. Kính gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên toàn huyện. Thời gian qua, các cấp các ngành đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả luật phòng cháy và chữa cháy. Phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo. Ý thức chấp hành quy định về phòng cháy và chữa cháy của các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Vì vậy, đã kiềm chế được số vụ cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Tuy nhiên, tình hình cháy nổ trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy mùng 4 tháng 10 năm 2018,
và thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh tại công văn số 603 ngày 26 tháng 9 năm 2018 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau. 1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chỉ thị số 47 CTTU của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Quyết định số 1635 QĐ-TTG và chương trình hành động số 80 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 47. Công văn số 2266 và công điện số 1926 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Đề án củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 1436-2017 QĐ-UBND về triển khai xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, các cơ sở doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ý thức, kỹ năng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy mùng 4 tháng 10 như bố trí treo pano áp phích khẩu hiệu tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở có nguy cơ nổ cao như chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở dệt may, giày da, cơ sở sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, chế biến, sử dụng khí đốt hóa lỏng, chung cư, nhà cao tầng, v.v. Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm và duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo công tác tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng và phòng cháy chữa cháy cơ sở, lập và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở theo quy định, đầu tư trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với tính chất nguy hiểm cháy nổ tại cơ sở để xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra, thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kịp thời thông tin các vụ cháy nổ tai nạn sự cố về công an huyện Tĩnh Gia qua số điện thoại 02373-861-003, trực ban công an huyện. 3. Phòng văn hóa và thông tin tổ chức kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tuyên truyền, treo các pano áp phích khẩu hiệu tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy dọc các tuyến đường chính, các trung tâm trên địa bàn huyện. Đài truyền thanh và truyền hình huyện dành thời lượng chuyên mục thích hợp tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy nhân dịp mùng 4 tháng 10, xây dựng chuyên mục an toàn phòng cháy chữa cháy, định kỳ phát sóng các hình ảnh tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy, các phóng sự nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, cách làm hay trong công tác phòng cháy và chữa cháy, để cổ vũ động viên các tổ chức cá nhân học tập, làm theo nhằm tạo ra hiệu quả có tính lan tỏa trong toàn huyện. 4. Phòng tài chính kế hoạch phối hợp với công an huyện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mua sắm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. 5. Công an huyện chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 1436-2017 QĐ-UBND về triển khai xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh.
tổ chức các đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra liên ngành, hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cơ sở, nhất là các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đề nghị tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở tái phạm nhiều lần hoặc các vi phạm có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ. Thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng. Tổ chức thường trực sẵn sàng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời có hiệu quả. Đề xuất khen thưởng cho những tổ chức cá nhân xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với Công an huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên và định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện kết quả thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Bá Duyên. Tìm giấy tờ rơi, tên tôi là Mai Văn Hùng, thôn 7, xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia. Trong quá trình sử dụng, gia đình tôi có làm thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 142 do Ủy ban Nhân dân huyện cấp ngày 15 tháng 4 năm 1996. Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên. Tên tôi là Hồ Văn Tuân, thôn Hồ Đông, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia. Tôi có làm thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00496, diện tích 2.138m2 do Ủy ban Nhân dân huyện cấp ngày 30 tháng 6 năm 1994. Tên tôi là Lê Văn Mão, thôn Thống Nhất, xã Chiêu Dương, huyện Tĩnh Gia. Tôi làm thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00820 do Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia cấp năm 1993. Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên. Tôi xin cảm ơn. Nhằm tri ân và cảm ơn quý khách hàng, cửa hàng Honda Đức Anh 1, tiểu khu 3, thị trấn Tĩnh Gia triển khai chương trình khuyến mại như sau. Đến mua xe mới tại cửa hàng Honda Đức Anh 1, quý khách hàng sẽ được tặng gói quà combo trị giá 400.000 đồng. Mua xe Winner, quý khách hàng sẽ được giảm ngay 5 triệu đồng. Tất cả các khách hàng mua xe số sẽ được tặng ngay gác bảo vệ xe, móc treo đồ, ép trang trí biển số xe và một bảo hiểm đi đường có thời hạn 1 năm. Đến bảo dưỡng sửa chữa xe máy tại cửa hàng sẽ được giảm giá ngay 20% khi mua ắc quy chính hãng, giảm giá 50% tiền công và 5% tiền phụ tùng thay thế. Cửa hàng Honda Đức Anh rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Con chào mẹ ạ. Dạ con mẹ về. Con có ít tôm khô đặc sản nghe ăn biểu mẹ ạ. Mẹ cảm ơn. À, mà hôm trước chuyện mẹ tình kinh doanh thêm mặt hàng hải sản khô, nhờ con hỏi chuyện lo vay vốn, đã hỏi được chưa con? Dạ, con tìm hiểu rồi mẹ ạ. Hiện nay ngân hàng BIDV đang có chương trình ưu đãi dành riêng cho khu vực Bắc Trung Bộ mình đấy ạ. Có gói vay sản xuất kinh doanh với lãi suất rất hấp dẫn, cho vay đến 2.000 tỷ đồng, mà hồ sơ rất đơn giản và nhanh lắm mẹ ạ. Hôm trước ấy, mẹ cũng đi gửi tiền ở BIDV. Không chỉ may mắn được tặng quà ngay khi gửi tiền, mẹ còn đăng ký tham gia quay số may mắn với cơ hội trúng giải thưởng 6 chỉ vàng 9999 cơ đấy. Dạ, con cũng vừa đăng ký mới và sử dụng mấy dịch vụ trong BIDV Smart Banking mà cũng được ưu đãi hơn 400.000 đồng. Gửi tiền, chuyển tiền hay thanh toán hóa đơn điện nước, mua sắm, con chỉ cần một cái điện thoại thông minh đây là xong mẹ ạ. BIDV có nhiều chương trình thiết thực thật. Con xem thủ tục vay thế nào, làm ngay, không lại nhờ cơ hội tốt đấy con ạ. Dạ, mẹ yên tâm đi ạ. BIDV, giao dịch ngay, nhận quà lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, phát thanh viên Tuyết Minh, Hà Phương, Cao Thanh, kỹ thuật sản xuất chương trình Trung Kiên, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Viết Mậu, Văn Tú. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải qua mạng Internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.